Thưa quý vị và các bạn, cần rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, đảm bảo triệt để, thường xuyên, liên tục. Trong năm 2023, phải tổ chức kiểm tra ít nhất 60% số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Trần Quốc Văn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Với gần 5.400 cơ sở được kiểm tra năm 2022, nhưng chỉ phát hiện hơn 9% số cơ sở có vi phạm, xử phạt với số tiền chưa đến 1 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá kết quả này chưa phản ánh đúng thực tế diễn biến phức tạp của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh hiện nay. Ngành công thương tổ chức 3 đoàn kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với 30 cơ sở, xử phạt có 2 cơ sở. Và số tiền xử phạt 26.500.000. Cả một ngành công thương như thế mà cả một năm rồi xử phạt có 26 triệu. Các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra 4.599 cơ sở, xử phạt hành chính 12 cơ sở, số tiền phạt là 59 triệu. Có nghĩa là mỗi huyện bình quân là 5.9 triệu. Không biết đồng chí xử phạt kiểu gì, kiểm tra kiểu gì, chả nhẽ là tất cả nó đúng hết à? Mà kiểm tra là 4.599 cơ sở, tức là mỗi một huyện là khoảng 400 cơ sở đấy. Nhưng phạt thì có mỗi hiện có 5.9 đấy, có nghĩa là các hàng làm rất tốt đúng không? Nhưng thực tế không phải thế không? Tôi nghĩ là không phải đâu, cho nên có nghĩa là cho qua là nhiều hơn đấy. Ta thấy rằng hiện tượng ta có, nhưng mà cái việc đó ta làm chưa triệt để. Đấy là yếu kém hạn chế chúng ta, mà trong hạn chế này các đồng chí đã chưa nêu đó. Văn phòng của anh thì cũng phải phê bình, một là phê bình các huyện, thành phố, thị xã, hai là phê bình Sở Công Thương. Trong công tác thanh tra kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm là không nêu cao hết cái vai trò của mình, còn các ngành cũng phải phấn đấu lên tiếp tục ta tăng cường công tác thanh tra kiểm tra. Kiểm tra là phải thường xuyên liên tục, chứ không phải là mỗi tháng hay mỗi một quý để kiểm tra một lần. Các cái cơ sở tập trung rồi các hợp tác xã chắc chắn là kiểm tra nhiều, còn những người nông dân ấy mà sản xuất ra sản phẩm thì bây giờ chỉ nói là đi kiểm tra ở các chợ thôi, ở chợ chỉ lấy mẫu đại diện thôi. Mà hết không triệt để không, mà bao nhiêu lấy chợ lấy cái mẫu lên nó có đúng không? Ta phải rất là rút kinh nghiệm trong cái buổi hôm nay. Sau đó là ta triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, các ngành đều phải có cái phương án đẻ. Các đồng chí về nghiên cứu các máy móc để đảm bảo đủ cái điều kiện kiểm tra. Thì ra đề xuất các huyện thì cũng phải rất là quan tâm lĩnh vực này. Trong đó các cái cơ quan vỉa hè thành phố ấy, chỗ đấy mới là mầm mống mà nguy cơ cao nhất tiềm ẩn để gây bệnh, trong đó không loại trừ cả bệnh ung thư đâu. Nên là tôi đề nghị là năm 2023 này thì các đồng chí phải làm triệt để hơn nữa, ta không để cái tình trạng những năm trước còn tồn tại. Mục tiêu năm 2023 sẽ thanh tra kiểm tra tối thiểu trên 60% các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tối thiểu trên 60%. Như năm 2022 chúng ta chỉ có 40%, nên đây một nội dung các đồng chí phải quyết hơn nữa. Đây là tôi nói là tối thiểu nhé, còn các đồng chí được 100% thì càng tốt. Nhấn mạnh giải pháp căn cơ nhất là phải đảm bảo thực phẩm sạch ngay từ đầu vào, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải có hướng dẫn cụ thể để người dân doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch an toàn. Đầu vào từ các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, thịt, cá thì ngay các cơ sở sản xuất và người dân sản xuất ấy, thì liên quan đến chất lượng, các đồng chí thì phải hướng dẫn chi cục nông lâm thủy sản ấy, rồi kết hợp với các ngành liên quan có thể hướng dẫn về chuyên môn cho bà con nông dân tự sản xuất ra, dùng dư lượng kháng sinh như thế nào, thuốc trừ sâu như thế nào, để các đồng chí có thể xây dựng một cái đề án. Tỉnh sẽ hỗ trợ về công tác đào tạo tập huấn để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho cả người dân và các cơ sở sản xuất. Nếu như thế thì ta mới trẻ đẻ được, tức là từ đầu vào mà. Khi ta có đầu vào là nguyên liệu sạch rồi thì các bếp ăn sẽ sạch. Thì cái nội dung này tôi mới cần nêu ý, tôi không phải là tuyên truyền đâu mà là tập huấn, cách tập huấn như thế nào cho hết. Thì có thể đồng chí là tập huấn cho các trưởng thôn, trong đó là các trưởng thôn về tuyên truyền lại cho bà con nông dân ở trong thôn mình. Một số giải pháp cũng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường thực hiện là công khai thông tin các cơ sở đảm bảo cũng như không đảm bảo về an toàn thực phẩm trên các cơ quan báo chí của tỉnh. Đồng thời, quản lý chặt chẽ bằng việc đẩy mạnh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Nếu mà chúng ta làm được cũng này rất là tốt, cũng là giảm thiểu rất nhiều. Tức là ta có cái trang thông tin trên báo Hưng Yên,
Trên đài phát thanh truyền hình Yên có một cái chuyên mục an toàn vệ sinh thực phẩm thì có thể nêu một loạt các cái cơ sở sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm. Và đồng thời khi kiểm tra thanh tra thì các tổ chức vi phạm cũng thông báo rộng rãi trên đài truyền hình và đăng trên báo Yên. Có chuyên mục này thì tôi nghĩ là còn giảm thiểu rất nhiều. Bởi vì không, nếu mà anh không làm tốt bị báo nêu, rồi truyền hình nêu thì không ai đến để ăn cả. Sở Nông nghiệp sẽ hướng dẫn tất cả các cơ sở sản xuất nơi cung cấp là hàng thực phẩm sạch, tức là rau sạch, rau củ quả sạch, thực phẩm sạch, tức là cá sạch, thịt sạch. Đấy, thì cung cấp một loạt các clip đó để cho các cơ sở sản bếp ăn này sẽ lựa chọn để mua cho phù hợp nhất. Và đẩy mạnh đôn đốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mẫu mã của công an thuế để khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đối với tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là một nội dung rất là quan trọng. Anh kinh doanh các nhà hàng ăn uống là anh phải đóng thuế. Nhìn cái mã số thuế thì tôi đã biết ông này là kinh doanh rồi, thì tôi đã kiểm tra rồi.